xuyên việt huyền huyễn vẫn còn rất ngón tay, ta có thể thấy vạn thế bạo long nội tâm suy nghĩ. Thấy xích hỏa thảo trưởng thành, tất cả mọi người ánh mắt tất cả cùng nóng lên, không biết ai lớn hô một tiếng xông lên đi. Trong nháy mắt tất cả mọi người đứng lên xông về cánh, liên tục cứu viện. Liên tiếp có người ngã xuống. Xích dương kiếm tuyệt. Tiếp tục như vậy không được, được nghĩ biện pháp mới được. Hỏa linh kiếm lại là hỏa linh kiếm. Để ta xem nào. Hỏa thuộc tính bảo kích, không được, không thể để cho Kinh Thiên Dương được. Không phải ta không phải là đối thủ của hắn. Dám đoạt ta Kim gia kiếm, ngươi muốn chết. Tiểu tử, thanh bảo kiếm giao cho ta, bằng không để. Lại nữa rồi, tình tiết gì đây? Có ta không phải nhắm vào hai vị, ta là nói các vị đang ngồi đều rác rưởi. Từ ta mẹ ngươi. Thành công ơi. Tiểu tử, bạn có dám đa tạ. Mơ tưởng chạy trốn. Kết thúc rồi à? Linh linh linh, ha ha ha. Hai vị có thể hay không đừng đuổi theo. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ Man Man. Sao không bỏ chạy? Con chuột nhỏ lần này xong đời. Thật chẳng lẽ muốn ta vâng biến dị? Ăn hỏa thảo sau khi dùng vậy, thời gian nhất định ở trong, có thể chống đỡ hệ hỏa năng lượng cháy. Nhân thạch nóng chảy ngói tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, dưới cơ duyên xảo hợp lại tạo ra một tia kẻ tham ăn chi lệnh. Ăn! Hai vị mời xem mừ. Tiểu tử, ngươi lại đem xích hỏa thảo ăn. Đây là xích hỏa thảo hộ thể chi lực sao? Cho ta đem tiểu tử này mở ngực bể bụng, đem trong bụng xích hỏa thảo đó móc ra. Chào tạm biệt, gặp lại sau hai vị. Di chuyển trên mặt của hắn không có một tia tuyệt vọng. Có thể là có pháp bảo hộ thân gì sao? Có thể tạm thời chống đỡ nhiệt độ cao. Các ngươi nghe đệ tử ngoại môn tại sao còn chưa đi? Vậy các ngươi Lưu Vân Thành Kim gia cũng không có ý định rời khỏi. Ngươi sẽ không phải là nghĩ ngày xuống tiểu tử kia còn sống rồi. Cũng vậy. Xích hỏa chi linh ở chỗ nào? Muốn dành thời gian tìm kiếm. Ăn. Có được tia sáng. Biến dị xích hỏa thảo chỉ là có được công dụng phòng hộ, nhưng cũng không có nói rõ ràng có tác dụng trong thời gian hạn định không. Bằng không công hiệu tiêu thất, ta cũng sẽ bị nhan thạch nóng chảy cắn nuốt. Hiện nay tuy rằng chưa thấy qua xích hỏa chi lực, thế nhưng hiện nay ở đó không thể nghi ngờ chỉ cần. Ta là xích hỏa chi linh, người đã bắt giữ ta. Vậy người ta là chủ nhân của ta, chỉ cần hấp thu ta dung hợp tiến trong cơ thể. Chủ nhân thể chất của ngươi lấy được cải tạo, có cơ hội thành tựu xích hỏa phu. Không chuyên tâm thần ma trận, đại đạo 3000, mỗi một loại thể chất đặc thù đều là thời gian hiếm thấy. Càng cao cấp thể chất, tu hành càng nhanh, theo xích hỏa chi linh dung nhập. Một cỗ mênh mông kim tinh khiết năng lượng, vâng cố toàn bộ thân thể, xích hỏa năng lượng hình thành một người to lớn hỏa diễm quang cháo, đem cố toàn bao phủ trong đó. Kim gia kiếm mới môn, bằng vào ta thực lực bây giờ, giết các người giống như giết gà đất o cẩu. Hy vọng các người đã rời khỏi. 牙枪有动静。